Chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay một cái clip vui, coi cho vui, rửa xe của bố mình. Xe này xe của bố mình chứ không phải của mình. Rửa xe cho bố mình á, thì mình rửa kỳ này thì mình rửa hơi kỹ một tí. Thì mình sẽ rửa bằng nước, sau đó mình sẽ chà xà bông lên, mình sẽ xịt xà bông lên. Rồi sau đó đó mình sẽ bắt đầu mình dùng cục đất sét, mình đánh đất sét mình đánh vào cái nước sơn bên ngoài của một chiếc xe, bám trên sơn xe á. Rồi thì đáng lẽ có bước thứ ba là clay, không phải là polish, mà mình hết thuốc polish của mình rồi nên mình sẽ bỏ qua bước đó, mình làm bước đánh bóng xe. Thì thông thường á, người ta sẽ rửa trong cái bóng râm, nhưng mà các bạn thấy ở nhà mình là ánh sáng mặt trời là nó chiếu từ sáng cho tới chiều luôn, mà cả mấy tuần nay vẫn chưa có mưa nữa, trời nó cứ nắng đi hoài rồi. Nên thôi, muốn rửa xe thì phải chịu thôi, tại chuẩn bị tới mùa đông rồi thì nó sẽ lạnh lắm, rửa không được. Theo thông thường á, người ta là phải rửa cái bánh trước, nhưng mà mình thì mình dùng theo cách mình là mình rửa hết chiếc xe từ trên xuống dưới, cái bánh là cái thằng sau cùng mà mình rửa. Thì bây giờ mình tiến hành mình làm ha. Giờ các bạn thấy mình có hai thùng nước rồi đó. Một thùng á mình sẽ dùng nước trắng, thùng này sẽ là nước với xà bông. Còn cái bình này nè, cái đầu này nè, là dùng để xịt bọt xà bông lên chiếc xe. Giờ mình bắt đầu mình đổ ít xà bông mình vô, rồi mình đổ nước vô. Thì công thức của mình là xà bông đầy dày đặc lên tới đây nè, rồi nước nó sẽ tràn hết lên đây. Giờ mình bắt đầu làm. Cái này là dùng để xịt bọt lên xe, lát nữa mình làm các bạn sẽ thấy. Trước khi mà mình rửa chiếc xe, lúc nào mình cũng đi vòng vòng chiếc xe mình coi chỗ nào cần phải rửa kỹ nhất. Thì trước tiên là phần đầu xe nè, nếu các bạn nhìn kỹ nó sẽ rất là dơ nè, mấy cái bám dơ nè, đây nè, trên này nữa nè. Xe nếu nhìn kỹ vô thì thật sự là nó dơ lắm. Này bóng, cái này sáng chói quá. Ở phần ở trên cái bánh xe nữa nè, các bạn thấy không, giờ đó. Thì đó là những phần mà mình cần phải rửa kỹ. Bên hông xe thì nhìn tương đối ok, nhưng mà nếu mà nhìn kỹ vô á, đây nè, chạy giờ đó ha. Coi coi cách nào nhìn thấy rõ hơn. Giờ lắm. Cho nên sau này là giờ hay hay. Mưa đó. Xe này là mình đã không rửa cỡ 3 tháng có rồi đó. Ok, giờ bắt đầu mình rửa ha. Giờ bắt đầu mình xịt nước cửa trước ha.
giờ mình giải thích lý do tại sao mà mình lại dùng một thùng nước có xà bông, thùng nước trắng. Lý do này là thùng nước xà bông, này là thùng nước trắng. Khi mà các bạn có nước xà bông vô đúng không, các bạn chà lên chiếc xe này thì bụi cát trong đây nó sẽ lại tan ra, thì nó sẽ bám vào trong này. Nếu mà các bạn nhúng vào trong này á thì cát nó sẽ nằm trong này, rồi các bạn lại nhúng lên bạn càng chà lại thì cái khác gì bạn lấy cát hoàn trà lên lại, hiểu không? Thế giờ tại sao mà mình nhúng vô đây rửa cho nó sạch, cho cát nó tan hết. Sau đó đó mình nhúng lại vô trong nước xà bông. Chuồng đây thì cát nó sẽ mất đi. Cát nó sẽ không có tụ lại ở trong cái nước xà bông này mà nó tụ trong cái nước lã thôi, trong nước trắng thôi. Đó là lý do tại sao mình dùng vậy. Khi mà mình chà tại đáng lẽ mình phải làm lẹ để khô hết rồi, khi mà mình chà chứ mình chà các bạn đừng chà vậy hại xe lắm, chà ngang vậy đó thì nó làm cho cái xe mình nước sơ có bị chạy nữa, nó vẫn nằm ngang chứ nó không có là tròn tròn tròn. Giờ mình chà xà bông xong rồi, giờ mình bắt đầu mình xịt nước lại để đẩy mấy cái bọt đi hết. Giờ bắt đầu mình làm nha. À, giờ các bạn thấy rồi đó, bánh xe vẫn dơ thấy không, là mình chưa có chữa cho chơi, vẫn chưa có rửa. Giờ bắt đầu mình rửa nè. Mình xịt nước vô trước cho nó ướt đậm đó, sau mình có cái thuốc chuyên rửa bánh xe luôn, cái thuốc chuyên rửa bánh xe luôn, nó gọi là Purple Iron Free. Mình xịt lên đó, các bạn thấy không, mình ngâm cho nó chừng 2 phút, 1 rưỡi tới 2 phút. Nếu mà các bạn nhìn kỹ các bạn thấy nó có màu tím tím đó, đó là chất dơ của nó đó. Đây, chất dơ nè, thấy không, mình ngâm nó chừng 2 phút để cho nó ra chất dơ nó. Sau bắt đầu dùng nước mình chà. Nếu mà bạn cảm thấy nó vẫn còn dơ á, mình xịt thêm lần nữa. À, các bạn thấy chất màu tím nó chạy không? Đó là những mà bố thắng á, cái xe xe mình thắng á, nó ra cái bố thắng á, nó làm cho chất dơ chảy rồi vậy. Thì khi mà mình ngâm vậy á thì nó sẽ làm cho mấy cái chất dơ mấy cái của cái bố thắng á nó đi hết, mất hết. Thế sau đó mình dùng cái brush, cái đồ chà của mà dành riêng cho bánh xe, nhúng vô nước xà bông. Thông thường á, người ta không có dùng cái nước rửa, cái thùng rửa bánh xe đi chung với lại là cái thùng rửa tàn xe, tại nó rửa bánh xe dơ lắm. Đó là lý do tại sao mà khi mà mình rửa xe mà rửa bánh sau cùng, thì khi rửa bánh sau cùng thì nó dơ rồi, rửa xong xe nó dơ rồi thì mình rửa bánh xe thôi.
Hả, các bạn thấy chất dơ bắt đầu ra. Giờ mình lấy một cái bàn chải khác cái bự hơn, chà vào ngoài, xịt miếng nước cho nó ướt ướt một tí, tại trời nắng nóng quá, nước nó bốc hơi nó bay hết. Thông thường á, mình rửa xe mà kỹ kiểu này á, một năm mình rửa chừng 2-3 lần à, chứ không phải là lần nào rửa xe cũng vậy. Thông thường mình rửa là mình rửa nước lã giống lúc nãy, sau đó mình xịt bọt lên mình chà chà rửa bánh xe xong. Nhưng mà tại giờ á, nó chuẩn bị tới mùa đông rồi, thì mùa đông mình sẽ không có rửa xe nhiều, thì mình phải rửa cho kỹ thì kỹ, mình đánh bóng lên để cho nó bảo vệ cái chất nước sơn á, nó được lâu hơn tí. Rồi khi mà mùa đông nó gần đi á, mùa spring vô á, thì bắt đầu mình mát mát được tí mình sẽ rửa lại lần nữa. Nhưng mà bây giờ là sẽ rửa trước khi vô mùa đông á. Giờ mình bắt đầu chà. Bánh xe đợt này á, sau mấy tháng chạy nó cũng không có dơ cho mấy. Tại bố mình ít chạy xe, bố mình chỉ chạy đi làm thôi chứ không có đi xa như mình. Mình thì thích đi ăn đây đó, cho nên mình mới chạy xe mình nhiều. Bố mình là chỉ có đi làm mới đi về nhà thôi. Chứ đường xá thì cũng không biết đi xa cho mấy. Tại vì bên thứ ba mình mỗi lần đi ăn xa, chứ ăn gần nhà thì có vài bà tiện. Đó, các bạn thấy rồi đó. Đang đẹp đẽ rồi đó. Còn mà nếu mà rửa bánh mà thiệt sự mà sạch luôn á, mình phải tháo cái bánh ra mình rửa, thì cái đó đó mình sẽ làm một cái video nào khác. Tại từ lúc mà mấy lần rửa mà cho bánh nó sạch thiệt sạch luôn á, mình làm được có chừng 2-3 lần là trước tới giờ rồi. Tại làm nó mất thời gian, nó phải tháo bánh ra rồi rửa bên trong, cả bên trong đây lẫn bên ngoài cho sạch thiệt sạch. Đó, gần xong rồi đó. Ở bên này nó có bán một số thuốc đó, dùng để đánh bóng cho cái bánh xe, làm cho cái bánh xe nó bóng được lâu, nó sạch sẽ được lâu. Nhưng thiệt đối với mình không cần, tại cái bánh xe là cái dơ nhất của chiếc xe mà, đâu cần phải làm gì, rửa cho nó sạch nó bóng rồi được rồi, không cần phải để lâu được lâu rồi. À, các bạn thấy rồi đó. Thấy không, sạch thôi. Nó là mình cần như đó thôi, không cần phải đi nhìn vô này nè. Cái này hơi dơ chùi không kìa. Đó là lý do tại sao mà mình cần rửa full bánh luôn, rồi rửa tháo bánh ra rửa là lý do phần rửa bên trong nữa. Hôm nay mình rửa như đây thôi. Ok, giờ mình rửa những cái bánh khác. Ok, như các bạn đã thấy nãy giờ là mình chỉ rửa xà bông với rửa nước sơ trên xe thôi. Bây giờ mình làm tới bước thứ hai. Bước thứ hai của mình là clay. Clay là mình dùng cục đất sét
để mà mình đánh lên cái nước sơn. Thì giờ mình còn có một tí xíu à, mà cái này là đủ rồi. Đây là cục đất sét nè, nhưng mình mở ra cho các bạn cùng coi. Nè, đó, cục đất sét. Thì làm sao mà để dùng cục đất sét này chà lên thôi. Giờ mình làm thử vô. Giờ để làm cái cách đó đó thì mình cần phải có một chai nước. Hay bên này nó còn có một loại nước khác là nước đi theo, mà mình không có, mình dùng nước lã hoặc nước có ít xà bông cũng được nữa, mà đây mình dùng nước lã. Để phần mình tìm một cái khăn, một cái khăn bên này gọi là khăn mà đừng có xà bông nha, microfiber là lại giống như này đó. Thì giờ mình cần cái khăn nữa đó, gì đó đó. Thì mình làm á dễ lắm, đúng ra mình làm từ trên dưới, nhưng mà mình làm khúc này để cho các bạn coi trước. Bây giờ mình bắt đầu nha. Bình này không phải là bình rửa kiến đâu, tại mình dùng cái bình cũ thôi. Mình chế nước vô, nó đánh dấu bằng kèo nè. Thì mình đánh á là mình chia một phần tư thôi, như đây thôi đó. Mình xịt nước lên như đây. Thì cục đất sét như đây nè, mình nặn nó ra, nặn nó ra thành một miếng giống vậy nè. Thì mình bắt đầu để lên dài thôi. Đó. Thì mình chà như vậy để cho cái khi một nửa xe á, nhiều lúc với cái bụi nó vẫn còn bám trên chiếc xe. Thì mình chà vậy để cho cái bụi nó đi hết luôn, thì cái nước sơn mình á nó sẽ trở về cái nước bóng. Bây giờ mình làm khúc này cho các bạn xem. Xong rồi mình lấy khăn chà nó khô đi. Bây giờ mình thử nghiệm lại lần nữa đi, cũng là cái tay chà mạnh luôn à, thấy không, không nghe. Giờ mình làm này nè, thấy không, cũng y chang luôn. Mình ấn xuống nè, thấy không, không nghe. Đó, đó là lý do khác biệt giữa clay với không clay á. Thôi giờ để mình clay hết chiếc xe đi rồi mình nói tiền chi tiết. Ok các bạn, sau khi mà mình clay xong chiếc xe á thì mình sẽ đánh bóng. Đánh bóng nó có nhiều loại lắm, các bạn dùng máy đánh cũng được nữa. Thì khi mà các bạn dùng máy đánh á thì mình có thuốc mình bỏ vô mình đánh. Còn hôm nay thì mình làm cho nó lẹ tiện á thì mình dùng cái nước này. Đó, mình xịt vô để mình đánh bóng chiếc xe lên. Giờ mình đánh thử cái cửa ghế cho người ngồi khách đằng trước ha. Giờ mình đánh ha. Cái công dụng của đánh bóng chiếc xe là nó làm cho chiếc xe mình lúc nào nhìn cũng sáng bóng, nhìn lúc nào cũng mới. Lý do mình cho xe đi vô trong gara để làm á là tại vì á làm ngoài trời nắng nó sẽ hại cho cái đá bóng xe, cho nên mình mới làm trong nhà.
nếu mà trong gara mình mà rửa xe bằng nước được mình cũng vô gara mình rửa rồi, nhưng mà tại vì nếu rửa trong gara sẽ làm một tường hết, chẳng ai bây giờ rửa xe trong gara đó. Là xong một phần rồi nè. Lát nữa mình nhìn ở ngoài mình sẽ thấy nó đẹp hơn. Thôi giờ để mình đánh hết đi, mình cho ra ngoài mình nhìn cùng lúc luôn. Đây các bạn, khi mà xong rồi nè, mình đi vòng cho các bạn cùng coi. Các bạn thấy độ bóng không? Ok, video mình tới đây là kết thúc rửa xe. Xin các bạn hãy like và subscribe cho video mình. Cảm ơn.